Thưa quý vị nhà đầu tư, đến nay là mùng 1 tháng 8 năm 2021, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 2 năm 2021 cơ bản đã ra hết. Đối với ngành ngân hàng cũng vậy. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị về cái cập nhật kết quả kinh doanh và định giá 8 ngân hàng tốt nhất Việt Nam, gửi đến quý vị một cái lĩnh vực có thể nói là rất quan trọng trong nền kinh tế cũng như trên thị trường chứng khoán. Nội dung chính gồm có 3 phần như sau. Thứ nhất là cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Thứ hai nữa là định giá của các cái cổ phiếu ngân hàng đang như thế nào. Và thứ ba là đưa ra cái kết luận về việc đầu tư cổ phiếu ngân hàng có nên hay không. Đầu tiên là về cập nhật kết quả kinh doanh của các ngân hàng. Đối với ngân hàng quốc tế thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 3.954 tỷ đồng, tăng tới 67,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, cái thu nhập lãi thuần tăng 55,02% đạt 5.738 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 35% đạt 1.373.5 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0.92%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 117.28%, CASA 12.05%. Hoạt động kinh doanh chúng tôi đánh giá là rất tốt. Thì vì sao lại vậy? Thì ngân hàng VIB là một trong những ngân hàng có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây, với trung bình hàng năm lên đến gần 100%. Ngân hàng này được đánh giá là ngân hàng có cái hệ thống bán lẻ tốt nhất Việt Nam, đặc biệt liên quan đến các cái lĩnh vực cho vay đối với khách hàng cá nhân này, rồi là lĩnh vực bảo hiểm này, rồi cho vay mua ô tô này. Thì ngân hàng này thường vươn lên vị trí đứng nhất nhì trong cái hệ thống, chứ không đơn giản. Còn cái điểm yếu duy nhất đối với VIB, chúng tôi cho rằng đó chính là cái tỷ lệ CASA của ngân hàng này thấp hơn trung bình khá nhiều. Trung bình ngân hàng Việt Nam khoảng 18%, thì ngân hàng này đạt có 12,05%. Tuy vậy, xét về tổng thể, chúng tôi đánh giá ngân hàng này là một ngân hàng có hoạt động kinh doanh rất tốt trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng như triển vọng trong tương lai. Tiếp theo, cập nhật cái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đối với ngân hàng VP Bank. Thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 7.218 tỷ đồng, tăng 37,09% so với cùng kỳ 2020. Thu nhập lãi thuần tăng 16,73% đạt 18.352 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 49,92% đạt 2.072 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 3.47%, rất cao đúng không ạ? Thuộc dạng cao nhất trong khối các ngân hàng. Thì tuy vậy thì chúng ta nghiên cứu kỹ thì thấy rằng nó đến chủ yếu từ cái công ty cho vay tín dụng tiêu dùng FE Credit. Thì đặc thù đối với công ty này, nợ xấu rất cao, có thể lên đến 15%. Và cái công ty tín dụng tiêu dùng này ấy, thì nó sẽ lấy cái lãi suất rất cao để bù cho cái việc tỷ lệ nợ xấu cao. Thế chính vì thế cho nên nếu bóc tách ra thì tỷ lệ nợ xấu này của VIP Bank cũng không phải là quá cao, mà chỉ ở mức trung bình hoặc trên trung bình một chút xíu thôi. Tiếp theo, chính vì cái tỷ lệ nợ xấu rất cao như vậy, thế thành ra cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VP Bank có 44,6%. Điều này một phần cho thấy chất lượng tài sản của VP Bank cũng không phải quá tốt. Tuy nhiên, nó cũng là cái hậu quả đến từ cái việc tỷ lệ nợ xấu cao, thì hiển nhiên là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu nó sẽ thấp. Nó không phải là hoàn toàn quá tiêu cực. Còn CASA thì đối với VP Bank thì họ đạt 18,13%. Thì đây là một mức trung bình trong khối ngân hàng. Thì nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng hoạt động kinh doanh của VP Bank chúng tôi đánh giá là khá tốt. Tiếp theo, đối với một ngân hàng mà rất nhiều các nhà đầu tư đã quan tâm từ đầu năm đến nay, chính là Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ 2020. Thì cùng kỳ 2020, kết quả kinh doanh của ngân hàng rất thấp. Do đó 6 tháng đầu năm có cái sự tăng trưởng khá mạnh này. Đặc biệt cái quý 2 này thì ngân hàng Vietinbank cái lợi nhuận đã giảm so với quý 2 2020 khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cái việc ngân hàng này đã tăng cường trích lập nợ xấu rất lớn để làm giảm lợi nhuận đi. Thì một số người cho rằng đó chính là liên quan đến vấn đề tư duy nhiệm kỳ của lãnh đạo trước và lãnh đạo sau. Và chúng tôi đánh giá cái việc đạt lợi nhuận này ở mức khá tốt. Còn thu nhập lãi thuần tăng 32,71%, tức là đây là cái hoạt động core kinh doanh của ngân hàng này, như vậy là tăng khá là cao, đạt 21.521 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 22,14%, tương đối tốt, đạt 2.640 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 1,345%,
tức là đã tăng khá nhiều so với năm trước. Tuy vậy, mức tỷ lệ nợ xấu này chúng tôi vẫn đánh giá ở mức trung bình của ngành thôi. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì khá tốt với 129%, CASA là 17,85% ở mức trung bình. Hoạt động kinh doanh của Vietinbank nói chung chúng tôi đánh giá về tổng thể là ở mức trung bình khá, chứ không phải là được ở một mức quá tốt đâu. Tiếp theo là về ngân hàng Vietcombank. Thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 10.419 tỷ đồng. Thì đây tiếp tục là cái ngân hàng có cái lợi nhuận sau thuế cao nhất trong khối ngân hàng, tăng trưởng 21,6% so với cùng kỳ 2020. Thì riêng quý 2 2021 của Vietcombank thì có suy giảm hơn 10%. Thì nguyên nhân nó cũng gần giống như Vietinbank, đó là lãnh đạo của ngân hàng thay thế bằng lãnh đạo mới. Trong khi đó, đặc biệt là Vietcombank họ đã trích lập toàn bộ cái nợ tái cơ cấu mà theo thông tư 03 của ngân hàng nhà nước thì cho phép các ngân hàng chia làm 3 năm để trích lập. Thì riêng Vietcombank gần như là ngân hàng duy nhất trong hệ thống trích lập toàn bộ trong năm nay. Chính vì thế cho nên lợi nhuận sau thuế của nó có tăng trưởng 21,6%. Như vậy được đánh giá là rất tốt, bởi vì họ trích lập rất nhiều rồi mà vẫn còn tăng trưởng như vậy. Thì đến từ cái việc thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 23,65% đạt 20.870 tỷ đồng. Như vậy là một mức core kinh doanh tăng cũng tương đối tốt. Tăng hơn gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng. Tiếp theo về lãi thuần từ dịch vụ tăng 67,41% đạt 3.604 tỷ đồng. Phải nói đây là một mức tăng trưởng rất cao. Đặc biệt trong cái điều kiện quý 2, cái lãi từ hoạt động dịch vụ này giảm rất sâu do Vietcombank đã miễn giảm phí chuyển tiền để có thể thu hút CASA trở lại mà nó vẫn tăng trưởng như vậy, cho thấy rất cao. Và chúng tôi thấy rằng là cái hoạt động này tăng trưởng một phần cũng đến từ hoạt động bảo hiểm rất tốt. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank luôn nằm trong top những cái ngân hàng thấp nhất với 0,75%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu phải nói là chưa từng có tiền lệ, cao rất rất cao là 352,32%. Tức là nó có tiềm ẩn cái lợi nhuận có thể ghi nhận trong tương lai, hay nhiều người gọi là để dành lợi nhuận, nhiều người nữa thì gọi là giấu lợi nhuận. Thì đặc thù là Vietcombank trong những năm gần đây là như vậy. Về tỷ lệ CASA của Vietcombank là 30.15%, tức là cao hơn gấp rưỡi so với trung bình ngành. Và đây là ngân hàng có tỷ lệ CASA đứng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Techcombank và MB Bank. Như vậy, nhìn chung chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh của Vietcombank là rất tốt. Tiếp theo, đối với ngân hàng Á Châu ACB thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.072 tỷ đồng, tăng 65.81% so với cùng kỳ 2020. Thì đây cũng là một trong những cái mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhất đối với các ngân hàng top đầu, hơn 65%. Trong đó thì thu nhập lãi thuần tăng tới 47,45% đạt 9.630 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng này chủ yếu là do cái chi phí huy động của ACB đã giảm rất mạnh, do cái tỷ lệ CASA của ngân hàng này cũng đang tăng khá tốt, trong khi cái lãi đầu ra thì họ không giảm đáng kể. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ thì tăng rất khủng khiếp, 89,71% đạt 1.512 tỷ đồng. Nguyên nhân đến chủ yếu từ việc ACB đã đẩy nhanh cái hoạt động bán bảo hiểm rất tốt. Ngoài ra công ty chứng khoán cũng đóng góp một phần khá khá. Tỷ lệ nợ xấu đạt 0.69%, thì đây là mức nợ xấu thấp thứ hai trong hệ thống. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 202.75%, thì đây cũng là một ngân hàng có truyền thống từ xưa này trích lập dự phòng nợ xấu rất cao. Nó cho thấy cho ngân hàng này còn có nhiều dư địa để có thể ghi nhận lợi nhuận trong tương lai, thì đây cũng là một điển hình của việc giấu lợi nhuận. Và tỷ lệ CASA là 21.48%, là một trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất Việt Nam. Như vậy chúng tôi đánh giá cái kết quả kinh doanh của ACB là rất tốt. Tiếp theo, cập nhật kết quả kinh doanh của ngân hàng Tiên Phong Bank thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.407 tỷ đồng, tăng 47,94% so với cùng kỳ năm 2020. Thì đây có thể nói là một mức tăng trưởng khá ấn tượng. Đặc biệt là Tiên Phong Bank là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận duy trì trong 7 năm qua cao nhất, trung bình đâu đó khoảng 100% một năm. Thu nhập lãi thuần tăng 37,17% đạt 4.790 tỷ đồng, tức là cái hoạt động core kinh doanh của ngân hàng này cũng tăng rất khủng khiếp, gần 4%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 119.93% đạt 695 tỷ đồng, xuất phát từ cái nền năm ngoái khá thấp, cũng như là năm nay cái hoạt động dịch vụ liên quan đến trái phiếu v.v. của ngân hàng này cũng khá tốt.
tỷ lệ nợ xấu là 1,15%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 144.83%. Thì có thể thấy rằng cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Tiên Phong Bank đã có cải thiện khá tốt so với các cái năm trước, và đây là ở một mức khá là cao trong các cái ngân hàng. Tỷ lệ CASA của ngân hàng này ở mức trung bình khoảng 17,62% so với các cái ngân hàng khác. Hoạt động kinh doanh như vậy chúng tôi đánh giá là rất tốt trong nửa đầu năm 2021. Tiếp theo đến với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam, thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 6.149 tỷ đồng, tăng tới 54,69%, là một trong những mức tăng cũng thuộc dạng top trong các cái ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam. Trong đó thì thu nhập lãi thuần tăng 34,29%, đạt 12.515 tỷ đồng. Tức là hoạt động core kinh doanh của ngân hàng này tăng cũng rất tốt đấy, 34%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 24,02%, đạt 2.096 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 0.76%, tức là tỷ lệ nợ xấu là cao, chỉ thấp thứ tư trong hệ thống, rất là tốt. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 236.55%, tức là cao thứ ba hệ thống, chỉ sau Vietcombank, Techcombank thôi, và đứng trên cả ACB cơ. Thì cho thấy là ngân hàng này đang rất là thận trọng trong việc ghi nhận lợi nhuận. Có thể là họ cũng là xuất phát từ một ngân hàng chiếm tỷ lệ đa số là các cái cổ đông nhà nước. Chính vì thế việc ghi nhận lợi nhuận mà nó tăng trưởng quá mạnh thì là một điều gì đó có thể gây ra sự phản cảm, và họ tăng cường cái trích lập lợi dự phòng nợ xấu lên để giảm cái việc tăng trưởng lợi nhuận, cũng là một điều dễ hiểu. CASA của MB thì đạt tới 34.65%, cao thứ hai trong hệ thống. Thì nhìn chung tổng quan về cái tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng MB, chúng tôi đánh giá rất xuất sắc. Đặc biệt ngân hàng này có một cái hệ sinh thái có thể nói là đầy đủ nhất Việt Nam, với đầy đủ ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ, đầy đủ nhất trong cái hệ thống ngân hàng. Nếu mà họ khai thác tốt được cái hệ thống này thì MBB là một trong những đối thủ đáng gờm của Vietcombank cũng như là Techcombank. Tiếp theo, cập nhật về cái kết quả kinh doanh quý 2 và cả 6 tháng của ngân hàng Techcombank, thì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 9.108 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận sau thuế cao thứ hai trong khối ngân hàng ở Việt Nam, chỉ sau ngân hàng Vietcombank thôi. Tăng trưởng tới 72,93% so với cùng kỳ 2020. Trong đó thì thu nhập lãi thuần phải nói là tăng rất mạnh mẽ, đây là hoạt động core kinh doanh của mỗi ngân hàng, tăng tới 55,97%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cái khối ngân hàng này. Bên cạnh đó thì có VIB cũng tăng tương đối tốt, đạt 12.708 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 31,47%, đạt 2.782 tỷ đồng. Thì hoạt động dịch vụ lần này của Techcombank có vẻ như là tăng hụt hơi hơn do cái hoạt động core chính kia tăng quá mạnh. Tỷ lệ nợ xấu là 0,36%, thấp nhất trong hệ thống, và đây có thể nói là một mức thấp kỷ lục trong các cái ngân hàng từ xưa đến nay ở Việt Nam. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì rất cao, đứng thứ hai Việt Nam với 259,03%, cho thấy ngân hàng này cũng rất là quyết liệt trong cái vấn đề gọi là xóa nợ xấu cũng như trích lập dự phòng nợ xấu tốt. Tiếp theo, cái tỷ lệ CASA là 46,1%, là đứng đầu Việt Nam và cao hơn gấp 2,5 lần so với trung bình toàn bộ ngành ngân hàng. Chính điều này cũng góp phần giúp cho cái chi phí vốn của Techcombank giờ thấp nhất thị trường với khoảng độ 2.1 đến 2.2% mà thôi. Do đó làm cho thu nhập lãi thuần quý vị có thể thấy tăng trưởng cao nhất Việt Nam với 55,97%. Từ đây có thể đánh giá được rằng hoạt động kinh doanh của MBB rất xuất sắc, của Techcombank rất xuất sắc. Tiếp theo là về định giá của các cái cổ phiếu, 8 cổ phiếu ngân hàng này, gồm PE và PB tại ngày 1 tháng 8 năm 2021 khi có kết quả kinh doanh quý 2 ra. Chúng ta có thể nhìn thấy về PE thì hiện nay cao nhất vẫn là Vietcombank, bởi vì vị thế ngân hàng này đang là số 1 Việt Nam. PE đến ngày 1 tháng 8 2021 là 17.9 lần. Tương tự như vậy, PB thì nó cũng đang cao nhất là 3.54 lần. Thì do nó là vị thế đầu ngành cho nên thường được trả cao hơn từ xưa đến nay so với các cái ngân hàng khác. Tiếp theo, PE của các cái ngân hàng khác thì chúng ta có thể nhìn thấy PE về PE thì Tiên Phong Bank đang là thấp nhất. Rồi tiếp đến ACB, Vietinbank, MB và Techcombank.
thì với cái vị thế dẫn đầu trong cái khối ngân hàng tư nhân, thậm chí đe dọa cái vị trí dẫn đầu của Vietcombank, thì Techcombank định giá 11.08 lần như vậy cũng rất hấp dẫn. MB với cái vị thế là cái ngân hàng cũng đi hàng đầu trong cái lĩnh vực, trong cái việc đa dạng hóa cũng như hệ sinh thái rất tuyệt vời, ứng dụng công nghệ tốt thì cũng tương đối rẻ, và ACB mức 10.07 lần cũng tương đối thấp. Vietinbank thì chúng tôi đánh giá là ở mức hợp lý chứ cũng không phải là một mức quá rẻ. Tiếp theo về PB thì của một số ngân hàng đang tỏ ra khá hấp dẫn như là Tiên Phong, MB, Techcombank, Vietinbank và ACB. Còn đến quý 3 sắp tới, khi mà VPBank ghi nhận cái phần vốn bán FE Credit vào báo cáo tài chính của mình, thì PB của VPBank này trở nên hấp dẫn nhất trong số các cái ngân hàng ở đây. Còn PB của VIB thì hơi cao một chút, hơi cao một chút. Còn PB của Vietcombank thì luôn luôn được trả cao nhất trong hệ thống. Tiếp theo về PE và PB forward cho năm 2021, quý vị có thể thấy PE forward cho 2021 thì Tiên Phong Bank đang rẻ nhất. Tuy nhiên ngân hàng này thì nhỏ hơn các ngân hàng khác, thế thành ra chúng ta cũng cần phải cân đối rất kỹ, đúng không ạ? PE dưới 10, forward dưới 10 ở đây gồm một các ngân hàng sau: Tiên Phong, MB, Techcombank, ACB và Vietinbank. Bên cạnh đó VIB cũng dự báo là PE cũng sắp xỉ 10 lần. Đó. PE của Vietcombank là 16.52 lần, cao nhất trong hệ thống. Nó cũng phản ánh đúng vị thế của ngân hàng này. Với PB dưới 2 lần cho 2021 thì gồm có các ngân hàng sau: VPBank, Vietinbank, Tiên Phong Bank, MB Bank và Techcombank. Thì ACB thì PB nó vẫn sẽ cao hơn 2 lần một chút. Tiếp theo, từ những cái đánh giá ở trên, chúng ta có thể thấy nếu so với thị trường chung, PE forward cho năm 2021 khoảng 15.5 lần thì rõ ràng PE của ngành ngân hàng đang rẻ hơn rất nhiều này, đúng không ạ? PB cũng rẻ hơn rất nhiều. PB trung bình của VN Index tính hết 2021 là khoảng 2.48 lần, thì trong khi trung bình PB ở đây chúng ta tính ra đâu đó nó chỉ khoảng độ 2.2 lần mà thôi. Như vậy là vẫn thấp hơn rất nhiều, trong khi ngành ngân hàng là một ngành có sức tăng trưởng được đánh giá là cao hơn so với index. Ngoài ra thì cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE của ngành ngân hàng này cũng cao gấp rưỡi so với VN Index. Như vậy chúng ta có thể thấy là định giá của ngành ngân hàng, đặc biệt 8 ngân hàng chúng ta xem đây, là rẻ so với thị trường chung. Và dự báo kết quả kinh doanh cho 2021 và 2022, đầu tiên là các yếu tố bất lợi đến các ngân hàng. Đó là ngân hàng nhà nước yêu cầu hạ lãi suất cho vay xuống khoảng 1% với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thì điều này có thể làm NIM của các ngân hàng giảm. Thì chúng tôi lưu ý rằng các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước về cơ bản thì họ sẽ áp dụng một cách nghiêm túc và chuẩn chỉ hơn. Chính vì thế cho nên nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn các cái ngân hàng tư nhân, bởi vì các ngân hàng tư nhân họ cũng còn nhiều cái dư địa hay nhiều cái để họ biến đổi hơn. Chính vì thế cái việc ảnh hưởng này đối với các ngân hàng nhà nước là mạnh hơn, các ngân hàng tư nhân là nhẹ một chút. Tiếp theo về cái Covid lần 4 này diễn ra rất phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, người dân khó khăn, từ đó là có thể làm cho cái nợ xấu trong cuối năm 2021 đầu 2022 của các ngân hàng có thể tăng. Mà khi nợ xấu tăng thì về cơ bản cái trích lập dự phòng sẽ phải tăng và lợi nhuận kỳ vọng sẽ tăng trưởng thấp thôi. Tuy nhiên thì bên cạnh những yếu tố bất lợi thì cũng có những cái yếu tố có lợi cho các ngân hàng chứ không phải không. Đầu tiên đó là lãi suất huy động vẫn tiếp tục giảm cùng với cái đầu ra giảm khi ngân hàng nhà nước yêu cầu. Rồi tiếp theo là tăng trưởng tín dụng thì được ngân hàng nhà nước đang lới lỏng hơn, và trong cái tháng 7 vừa rồi, tháng 6, tháng 7 vừa rồi thì rất nhiều các ngân hàng được ngân hàng nhà nước đã nới cái zoom tín dụng tăng trưởng lên thêm khoảng 3-4%. Như vậy khi cái zoom tín dụng tăng trở lên thì kết quả kinh doanh của ngân hàng kỳ vọng cũng sẽ tăng trở lên tốt. Bên cạnh đó thì cái lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng cũng giảm xuống, với cái hàm ý rằng nới lỏng chính sách tiền tệ để có thể thúc đẩy cái việc tăng trưởng kinh tế, bù cho cái việc Covid ảnh hưởng rất mạnh đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì bên cạnh đó thì kỳ vọng rằng cuối năm 2021 đầu 2022 thì giải ngân công sẽ được đẩy mạnh, thúc đẩy rất mạnh, thì khi đó cái tín dụng qua ngân hàng thì cũng trở lên tốt đẹp hơn, từ đó làm cho cái ngân hàng có cái hiệu quả cao hơn. Thì tựu chung lại, chúng tôi đánh giá rằng cuối 2021 và 2022 thì ngân hàng sẽ không còn thuận lợi như đầu năm 2021, tăng trưởng lợi nhuận cứ 5-70% nữa, nhưng vẫn sẽ
tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đạt được 18-25% trên năm trong 2021, cuối 2021 đến 2022, thậm chí 2023, 2024. Chính vì những cái điều nhận định đánh giá trên thì tôi cho rằng cổ phiếu ngân hàng đặc biệt hấp dẫn cho đầu tư trung và dài hạn, chứ không nhất thiết là phải rất dài hạn, trung dài hạn cũng rất tốt. Thì tôi xin tổng kết lại như sau: ngành ngân hàng có cái tốc độ tăng trưởng cao hơn VN Index là thứ nhất. Năm nay lợi nhuận của ngành ngân hàng chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng trưởng trên 35% đến 40%, cao hơn so với index một chút. Thứ hai là định giá của ngành ngân hàng thấp hơn VN Index, tức là PE của ngành ngân hàng trung bình hết 2021 đâu đó khoảng độ 11 lần, 10-11 lần. Thì PE của toàn bộ thị trường nó khoảng độ 15 đến 15.5 lần. PB của ngành ngân hàng hết 2021 chỉ khoảng độ 2.2 lần, trong khi PB của toàn bộ thị trường nó lên đến khoảng 2.48 lần. Và tiếp theo, cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE của các ngân hàng thì trung bình đâu đó phải đạt khoảng độ 18-20%, trong khi trung bình của VN Index chỉ độ 13-14% mà thôi. Như vậy, dựa trên các cái yếu tố đó thì cổ phiếu ngân hàng đặc biệt hấp dẫn cho nhà đầu tư trung và dài hạn. Trên đây là những cái nội dung về cập nhật kết quả kinh doanh cũng như đánh giá, định giá của các cái cổ phiếu ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Thì chúc quý vị có những cái thông tin tham khảo hữu ích cho cái quyết định đầu tư của mình để có thể ngày càng hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.